Mắt hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, Thứ trưởng Nội vụ nói gì? Liên quan đến việc Bộ Nội vụ làm thất lạc hồ sơ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, tại họp báo chính phủ chiều nay thì báo chí đã tiếp tục truy Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh hỏi, xin Thứ trưởng cho biết kết quả kiểm tra xử lý trong việc làm mất hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh đến nay đã giải quyết như thế nào? Cũng như liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh thì Thứ trưởng Trần Anh Tuấn được cho là đã làm lộ tài liệu mặt. Hỏi Bộ Kiểm tra xử lý như thế nào? Thông tấn xã Việt Nam cũng đặt ra câu hỏi. Tại cuộc họp báo tháng 7, Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp với cơ quan Công an để tìm bộ rơ thất lạc của tỉnh Xuân Thanh. Được biết ngày 28 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương một lần nữa làm việc với Bộ Nội vụ. Vậy nội dung có liên quan đến bộ rơ này không và không tìm hay là chưa tìm thấy? Và việc xử lý kiểm điểm như thế nào? Trong lúc Tổng Bí thư chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc tỉnh Xuân Thanh, thì việc kiểm điểm một cán bộ bộ nội vụ chỉ vì cung cấp thông tin liên quan đến Trịnh Xuân Thanh thì liệu có hợp lý hay không? Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Di Thăng đã trả lời. Vụ việc tỉnh Xuân Thanh đến nay đã hơn một năm, Ban Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận. Trong quá trình xử lý kết luận có liên quan đến quản lý hồ sơ, việc này Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thư đã nêu tại kỳ họp trước. Việc quản lý hồ sơ bổ nhiệm của cán bộ công chức thực hiện theo quy định của luật công chức. Khi có kết luận của Bộ Công an thì cơ quan thẩm quyền sẽ có kết luận cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đến báo chí. Ngoài quy định thẩm quyền như vậy theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì Bộ Công an phải xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay chưa có kết luận cụ thể cá nhân nào nên chúng tôi chưa thể nói ra. Cuộc kiểm tra của Ủy ban kiểm tra với Bộ Nội vụ mới đây, hôm đó thì tôi không dự. Đề nghị chờ kết luận điều tra vụ việc này. Cũng như vụ việc liên quan Trịnh Xuân Thanh là hồ sơ lọc thông tin và những khuyết điểm càng có để kết luận xử lý theo quy định của pháp luật, ai làm mắt thắt lạc như thế nào, ai có thẩm quyền cung cấp thông tin và ai vi phạm quy định. Trước đó trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thư cho biết, liên quan đến hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, vấn đề thất lạc hay không vẫn đang trong quá trình kiểm điểm điều tra của cơ quan công an. Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo. Bộ Nội vụ nhận được hai bộ hồ sơ, một bộ có dấu đỏ từ Hậu Giang về việc phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch tỉnh. Văn thư Bộ Nội vụ có đóng dấu và công văn đến một bản. Bản gốc chúng tôi vẫn còn, bản đóng dấu công văn đến bị thất lạc. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để kiểm điểm, kiểm tra, điều tra có tổ chức cá nhân liên quan. Ông Thừa nói. Về việc thanh tra tài sản của Giám đốc Sở, Tài nguyên Môi trường Yên Bái Phạm Sĩ Quý, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết thanh tra chính phủ đang tiến hành thanh tra thời hạn kết luận thanh tra đã quá hạn nhưng hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện kết luận và sẽ có công bố sớm về khối tài sản như thế nào kê khai ra sao